Dạ, chào anh chị em đang xem kênh Ăn Lợi TK Bonsai ạ. Bữa nay cây kiểng Hồng Hằng mình về một clip trang với cây bông hoa nha anh chị em, để cho anh chị em tham khảo. Ngày mới chúc anh chị em nhiều sức khỏe. Số điện thoại của mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo nha anh chị em. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long anh chị em ơi. Bây giờ mình vô mã số 1 cho anh chị em tham khảo ha. Dạ, mã số 1 là phôi chân sen anh chị em. Cái này là mình cắt về là 3 tháng là nó ra lá gì nè anh chị em ơi. Cái này, cái cây này có dáng bay cũng đẹp đẹp anh chị em. Dạ, chiều bay nó là 32. Dạ, hoành thân nó làm tính 13 anh chị em. Mã số 1 chân sen, giao lưu với anh chị em là 500.000, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ, mã số 2 cũng là phôi chân sen anh chị em. Nè, cái bông của nó anh chị em. Dạ, chiều cao là 25. Cái này nó có cái củ lớn lắm anh chị em ơi. Mình chưa có mồi. Dạ, bình củ này là 18. Dạ, mã số 2 mình giao lưu với anh chị em là 500.000, bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 3 cũng là phôi chân sen anh chị em. Lùng lực anh chị em ơi, cái này mua về mình để bàn cũng đẹp. Dạ, chiều cao là 25. Dạ, hoành cũ này 14. Mình chưa khai thác ở dưới nó còn bự lắm anh chị em. Mã số 3 mình giao lưu với anh chị em là 400.000, bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 4 cũng là phôi chân sen anh chị em. Cái này nó có cái củ lớn lắm anh chị em ơi. Mình chưa có moi. Dạ, chiều cao là 22. Mình đo tổng cái củ của nó đi. Tổng cái củ nó là 24. Dạ, mã số 4 mình giao lưu với anh chị em là 800.000. Cái này nếu xếp đi mình gút chậu anh chị em, để ba chậu xi măng này nó bể. Mã số 5 là cây chăn vàng lá nhỏ nha anh chị em. Để mình đo chiều cao. Dạ, chiều cao là 22. Hoành thân là 15. Cái này còn hoành cũ lớn lắm nha anh chị em. Dạ, mã số 5 mình giao lưu với anh chị em là 700.000, mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 6 là cây chăn vàng lá nhỏ anh chị em. Chiều cao là 22 anh chị em ơi. Cái này mình đo hoành thân nha. Hoành thân là 16. Và mã số 6 mình giao lưu với anh chị em là 500.000, mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 7 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Cái này phôi chăn lùng lực anh chị em ơi. Cái này cây sống khỏe anh chị em. Mới bứng về mấy ngày mà nó đâm tược rồi kìa. Dạ, chiều cao là 18. Này, hoành thân là mình cho là 20 đi nha anh chị em. Này, mã số 7 mình giao lưu với anh chị em là 500.000, mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 8 là chăn đỏ lá nhỏ luôn anh chị em. Đợt này còn lớn chứ đợt sau mình hết hàng lớn anh chị em ơi, còn hàng nhỏ không à. Chiều cao nó là 15. Nó hoành thân đi. Hoành thân là 20. Này củ bự anh chị em. Dạ, mã số 8 giao lưu với anh chị em là 800.000, mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 9 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Cái phôi chăn này nó quá trời cái cũ anh chị em ơi, lùng lực. Chiều cao nó 18. Mình đo hết cái cũ này cho anh chị em. Tổng cái cũ này là 30 anh chị em. Cái hoành thân này là 20 nè anh chị em. Và mã số 9 giao lưu với anh chị em là 900.000, bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 10 là chăn vàng lá nhỏ anh chị em. Dạ, chiều cao là 14 anh chị em ơi. Đo hoành thân này. Hoành cũ này là 24 anh chị em.
Dạ, mã số 10 giao lưu với anh chị em là 800 ngàn, mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 11 là chăn đỏ lá nhỏ, lùng lực quá, củ này lùng lực nha anh chị em. Dạ, chiều cao là 21. Mình đo hoành thân này, hoành thân này mình tính 20 nha anh chị em. Mã số 11 giao lưu với anh chị em là 800 ngàn, mình bao xếp trọn quốc luôn. Mã số 12 là chăn vàng lá nhỏ nha anh chị em. Chiều cao là 14 anh chị em ơi. Đo cái vành cũ, vành cũ này là 21. Mã số 12 giao lưu với anh chị em là 600 ngàn, mình bao xếp trọn quốc cho anh chị em luôn. Mã số 13 là chăn đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Này nó có cái củ cũng mấy anh chị em. Dạ. Chiều cao là 17 anh chị em ơi. Đo nguyên cái bình cũ anh chị em. Bình cũ này là tính là cho 20 anh chị em. Dạ, mã số 13 giao lưu với anh chị em là 700 ngàn. Mình bao xếp cho anh chị em luôn. Dạ, mã số 14 là chăn đỏ lá nhỏ. Đợt này về một lô cũ không nha anh chị em. Dạ, chiều cao là 16. Hoành cũ đi, hoành cũ này mình tính 23 nha anh chị em. Mã số 14 vô lưu với anh chị em là 700 ngàn, mình bao xếp toàn bức cho anh chị em luôn. Mã số 15 là chăn vàng lá nhỏ anh chị em. Đây mình đo chiều cao. Chiều cao là 17 anh chị em. Cái củ này cũng bự anh chị em. Củ này là 22 anh chị em. Mã số 15 giao lưu với anh chị em là 700 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 16 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Cũ quá già anh chị em ơi. Cái này nè chồng 6-7 năm rồi nó mới có bị lớn. Và chiều cao là 19. Cái này mình đo hoành thân đi. Dạ, hoành thân là tính 19 nha anh chị em. Mã số 16 giao lưu với anh chị em là 800 ngàn. Bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 17 là chăn vàng lá nhỏ. Lùng lực anh chị em ơi. Chiều cao là 15. Đo hoành cũ. Dạ, hoành cũ này mình tính cho 21 anh chị em. Dạ, mã số 17 giao lưu với anh chị em là 700 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 18 là chăn đỏ lá nhỏ. Cái này chi cành cũng đều nha anh chị em. Dạ, chiều cao là 15. Dạ, hoành thân là mình tính cho 17 anh chị em. Mã số 18 giao lưu với anh chị em là 500 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 19 là chăn vàng lá nhỏ. Đo chiều cao. Chiều cao là 18 anh chị em. Hoành thân này là cho 14 thôi anh chị em ơi. Cái này nó có cái củ, mở thân nó nhỏ. Và mã số 19 giao lưu với anh chị em là 600 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc. Mã số 20 là chăn đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Cái này nó có cục bú nè anh chị em. Sao này lớn là nó bự lắm. Chiều cao là 15. Đo hết cho mình cũ hai thân. Dạ. Hết bình cũ này là cho 20. Dạ, mã số 20 giao lưu với anh chị em là 500 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 16 là chăn đỏ lá nhỏ. Ủa sao quên rồi. Dạ, mã quên lộn anh chị em ơi, mã số 21 là chăn đỏ lá nhỏ.
Dạ chiều cao là 13 anh chị em. Đo vành cũ. Dạ vành cũ này là 21 anh chị em ơi. Dạ mã số 21 giao lưu với anh chị em là 600 ngàn. Ba xếp toàn quốc luôn. Mã số 22 là chân vàng lá nhỏ. Cái này cái cũ dữ lắm anh chị em. Chiều cao là 19. Thôi hoành cũ này, hoành cũ này là cho 20. Mã số 22 giao lưu với anh chị em là 800 ngàn. Mình bao xếp tổng quốc lên. Mã số 23 là trang vàng lá nhỏ nha anh chị em. Chi tàn đều anh chị em ơi. Chiều cao là 16. Dạ, quanh cũ này mình tính là 24 anh chị em. Mã số 23 giao lưu cho anh chị em là 700 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 24 là chân vàng lá nhỏ. Đo chiều cao 14 anh chị em. Dạ, mình đo quanh cũ này hết là 25 anh chị em. Mã số 24 giao lưu với anh chị em là 500 ngàn, mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 25 là chân đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 13. Dạ, bình cũ này là 20. Mã số 25 giao lưu với anh chị em này là 450 ngàn đi, bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 26 là trang vàng lá nhỏ. Cái này 2 tháng là nó ra lá gì nè anh chị em. Cây nó sống khỏe. Chiều cao là 21. Cái này mình đo hoành thân. Hoành thân này là tính 15 anh chị em. Cái này mình chưa có moi anh chị em ơi. Nó còn bộ rễ cũng đẹp. Cái này mã số 26 mình giao lưu với anh chị em là 700 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc anh chị em. Mã số 27 là cây trang cái này trang sen lá chung anh chị em. Cái này mua về là mỗi tược mỗi bông anh chị em ơi. Nó siêu bông luôn đó. Dạ chiều cao là 52. Cái này hồi nhỏ mình trồng hai thân anh chị em. Cái thân thì bằng ngón tay cái mình anh chị em. Nó thuần chậu rồi đó anh chị em ạ. Dạ mã số 27 mình giao lưu với anh chị em là 400 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Không được, nặng. Đây mã số 28 là trang Mỹ đỏ anh chị em. Này mình bán cặp anh chị em. Mình còn được vài cặp là hết hàng anh chị em ơi. Dạ chiều cao là 84 anh chị em. Cái thân thì cũng bằng ngón tay cái mình anh chị em thuần chậu. Nhà mã số 28 mình giao lưu với anh chị em là 400 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 29 cũng là trang Mỹ đỏ anh chị em. Này mình bán cặp nha. Nó cũng giá là 400 ngàn để mình đo chiều cao cho anh chị em xem. Chiều cao nó 84 anh chị em, cái thân thì nó cũng bằng ngón tay cái mình đó anh chị em ơi. Cái thân nó thần chậu bằng ngón tay cái luôn. Cũng 400 ngàn anh chị em. 29, 30. Dạ, mã số 30 là cặp tường vi. Nghe anh chị em màu hồng anh chị em. Còn có 1 cặp là hết hàng anh chị em ơi, chưa có. Dạ, chiều cao là 80. Cái thân thì bằng ngón tay út mình anh chị em. Nó bằng ngón tay út à. Thần chậu anh chị em ơi. Cái này mình xếp đi không mất sức. Dạ mã số 30 mình giao lưu với anh chị em là 400 ngàn. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 31 là cây hồng ngọc mai anh chị em. Còn một cây là hết hàng anh chị em ơi, duy nhất rồi.
trái nữa nè anh chị em. Bông nó thì màu tím anh chị em, nó siêu bông siêu trái đó. Trái ăn được luôn. Dạ chiều cao là 45. Tán ngang là 64. Cái này hai cái thân này. Đó hai thân này. Hai thân này mình tính cho 9 đi anh chị em. Dạ mã số 31 mình giao lưu với anh chị em là 600.000. Mình xếp ở chậu này anh chị em luôn ha. Mã số 32 là cây thần kỳ anh chị em. Cây này nó có trái hai mùa anh chị em ơi. Nó đương lên bông anh chị em. Cái này mua về là ra bông ra trái luôn đó. Nó nhỏ mà nó ra trái luôn. Dạ chiều cao là 74 anh chị em. Cái thân thì nó nhỏ hơn bằng ngón tay giữa mình anh chị em. Nó thần chậu. Dạ mã số 32 mình giao lưu với anh chị em là 300.000. Mình bao xếp toàn quốc cho anh chị em luôn. Mã số 33 là cây kim giòn anh chị em. Cây này tai chi đầy đủ anh chị em ơi. Bông thơm. Chiều cao là 74 anh chị em. Cây này sống thuần chậu anh chị em ơi. Xếp đi không mất sức. Dạ hoành thân là 16. Cái này nó có bộ rễ tại mình chưa có khai thác nó anh chị em. Dạ mã số 33 mình giao lưu với anh chị em là 500.000. Mình bao xếp toàn quốc cho anh chị em. Mã số 34 là cái này xứ Ánh Dương anh chị em, mà mình không có ghép anh chị em. Xứ Ghiên á. Bông màu đỏ. Được rồi, cái này mình giao lưu chưa thành, giờ mình là giao lưu lại nè anh chị em. Chiều cao nó 52. Cái củ bự lắm anh chị em ơi. Rồi hạo cái củ sơ đi. Cái củ mình tính cho 52, 50 đi. Không có thẻo dít chị chân anh chị em. Dạ mã số 34 mình giao lưu với anh chị em là 300.000. Mình bao xếp toàn quốc cho anh chị em. 34, 35 là một cặp nha anh chị em. Là cũng giá 300.000 luôn. Để mình đo hạo chữ cũ. Cái cũ này thì cho nó 40 mấy anh chị em ơi. Nó không thẻo dít luôn anh chị em. Cái này bông đỏ chiều cao là 46 luôn. Dạ là cũng giá 300.000 anh chị em. Mã số 36 là cặp cần thân anh chị em, này mình bán cặp anh chị em. Nó thuần chậu của anh chị em ơi. Này mình đo chiều cao, mình đo đại khái một cây thôi ha. Chiều cao nó 24. Mình đo sơ cái vành thân đi. Vành thân này cho 16 đi anh chị em. Còn cái cũ bên đây thì nó bự hơn. Dạ mã số 36 mình giao lưu với anh chị em là 600.000. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 37 là cũng cặp cần thân nữa anh chị em. Này mình đã vô nước dây rồi anh chị em ơi. Dạ chiều cao là 18. Cái này cái củ nó cũng bự bự anh chị em. Cái củ nhỏ cái củ bự. Dạ cái này mã số 37 mình giao lưu với anh chị em là 500.000. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Nếu mà anh chị em nào ai mua một cây mình cũng bán luôn nha. Này 37 ha. Này mã số 38 là cái tiết sơn anh chị em, thuần chậu anh chị em ơi. Cái này mà có xếp đi nó rụng bông rụng lá cũng không sao anh chị em, về bắt đầu nó ra lá ra bông lại anh chị em ơi. Dạ chiều cao là 71. Cái thân bự hơn ngón tay cái mình nghe, thuần chậu anh chị em. Cái này mã số 38 mình giao lưu với anh chị em là 300.000 thôi, bao xếp toàn quốc luôn. Một cây thôi. Dạ mã số 39 cũng là mã số cuối cùng anh chị em. Là cây này đại tướng quân anh chị em.
Cái này mình mua giùm mà mua giùm cho khách mà giờ người ta không chốt thì mình quay lên clip nè anh chị. Mua giùm mà điện khách không trả lời. Dạ, chiều cao là 57. Cây này về phong thủy nè anh chị em ơi. Dạ, cái củ cái thân này nó 27. Dạ, mã số 39 giao lưu với anh chị em là mình 200 ngàn thôi anh chị em. Là cũng mã số cuối cùng anh chị em, mình đi. Dạ, cuối clip em xin chúc cho anh chị em dồi dào sức khỏe. Cây cảm ơn anh chị em vừa qua đã ủng hộ cây kiển hùng hằng của mình, thành thật cảm ơn anh chị em. À, số điện thoại của mình là 0939 906 192 cũng là số Zalo anh chị em. Hẹn anh chị em clip sau sẽ gặp lại. Cảm ơn ạ.